Tọa đàm 36. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô cùng chư vị đồng tu. Trong kinh Phật thuyết A Di Đà, Phật có nói: Bất dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh mỹ quốc. Có nghĩa là không thể nào dùng một chút thiện căn, ít phước đức và nhân duyên yếu ớt mà có thể sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Câu này nhắc nhở cho chúng ta biết là về Tây Phương Cực Lạc quý vô cùng, không phải đơn giản đâu. Ấy thế mà đang ngồi đây niệm Phật, chúng ta lại có cái niềm hy vọng tràn trề được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin chư vị phải trân quý cơ hội này, nhất định không thể để luống qua. Vì một khi sơ ý để luống qua rồi thì ân hận ngàn đời vạn kiếp. Sau ngàn đời vạn kiếp đó, chưa chắc gì ta gặp được cơ duyên tương tự để mà giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tu hành là nhắm tới chỗ giải thoát thành đạo. Nếu không nhắm tới chỗ giải thoát thành đạo thì tất cả những công hạnh tu hành của chúng ta đang niệm Phật tại đây trở nên vô ích. Ngài Trung Phong nói là không còn giá trị gì nữa. Đây là nội dung ngày hôm qua chúng ta đã nói qua. Hôm nay trước khi nói tiếp, Diệu Âm xin đọc một cái tin vui vui. Ban hộ niệm Hoa Sen, chùa Thanh Hà, thành phố Đà Nẵng vừa hộ niệm giảng sanh cho Phật tử Lê Đình Xỉm, giảng sanh ngày 30 tháng 10 năm 2011. Sau 12 tiếng đồng hồ thoại tướng, chân tay mềm mại, sắc diện hồng hào, tướng hảo và ấm ở đỉnh đầu, đạo tràng chùa An Lạc Quảng Trị cùng tham gia hộ niệm với chúng tôi. Gia đình và mọi người vô cùng hoan hỷ phát nguyện. Cả gia đình ăn chay 49 ngày và tất cả con gà, con heo đang nuôi đều không bán, không giết thịt, nuôi cho đến chết. Thật là một tin vui mừng. Nếu không có sự quyết tâm vượt hàng ngàn cây số để về quê hương khuyên người niệm Phật của sư huynh, không biết đến giờ này chúng em sẽ ra sao. Xin ngàn lần triệu lần tri ân sư huynh và sư tỷ, người hộ pháp vô danh. Xin nguyện hy sinh các cuộc đời này để tri ân công đức của Đức Thế Tôn, Chư Tổ, Pháp Sư Tịnh Không, Cư Sĩ Diệu Âm, để giúp người lâm chung giảng sanh Cực Lạc. Kính thư. Đây là những tin mà thường xuyên Diệu Âm gặp được trên Internet. Trong cái dịp nói chuyện này, xin đọc ra để mà tạo nguồn tin, tính tâm vững vàng cho chúng ta trên con đường tu học. Trong lá thư này hình như có những điểm nhắc nhở khá sắc bén. Thứ nhất là về cấm sát sanh. Một gia đình khi thấy một người giảng sanh, họ ngộ ra và phát tâm là tất cả những con vật, con gà, con heo đang nuôi trong nhà không bán. Tại vì bán thì người ta giết thịt, không ăn thịt. Quyết lòng nuôi cho đến chết luôn, rồi hộ niệm cho nó giảng sanh. Hay vô cùng. Một cái nhắc nhở thứ hai, ở đây là câu hàng ngàn cây số cách xa. Hình như lời nói này cũng có một sự nhắc nhở khá sâu. Hôm nay chúng ta có thể xoáy vào cái chuyện này. Ở Việt Nam, người ta cách xa hòa thượng hàng ngàn cây số, hàng vạn dặm đường. Ấy thế mà khi nghe lời pháp của Ngài, lời nhắc nhở niệm Phật giảng sanh, họ lại giảng sanh. Từng ngày, từng tuần, từng tháng đều có người giảng sanh khắp nơi. Xin thành thật, giờ phút này mà đọc những cái thơ tương tự như vậy thì không cách nào có thể đọc hết. Ấy thế, chúng ta đang ở tại đây rất gần hòa thượng, có thể chúng ta có cái cơ duyên gặp được Ngài. Nhưng có chừng gặp được Ngài, chưa chắc gì ta sẽ được giảng sanh. Chưa chắc. Tại sao vậy? Tại vì ở xa mà người ta thành tâm, kính cẩn, y giáo phụng hành. Còn chúng ta ở gần mà không chịu y giáo phụng hành, không chịu thành tâm, không chịu kính cẩn, không chịu quyết lòng nghe lời Phật dạy, không nghe lời Ngài dạy, thì có chừng khi ta chết đi, ta vẫn bị đọa lạc như thường. Cho nên tất cả đều do duyên. Duyên chính là chỗ, người nào thành tâm, người đó được duyên. Người nào kính cẩn, người đó được duyên. Người nào y giáo phụng hành, người đó được duyên. Ví dụ như người ở xa hồi giờ người ta không biết, khi biết rồi họ quyết lòng tin tưởng, quyết lòng niệm Phật, ngày đêm nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì dù ở xa nhưng người ta được giảng sanh. Ta ở gần nhưng ta không chịu kính cẩn, ta không muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ta hững hờ với chuyện nguyện giảng sanh, ta hững hờ với lời niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì có chừng khi ra đi, chưa chắc gì ta có được phước phần giảng sanh. Có nghĩa là ta không có duyên.
Chính vì thế mà ở tại đây, chúng ta thường xuyên nhắc nhở đến pháp hộ niệm. Tại sao? Tại vì chính Hòa Thượng Tịnh Không nhắc lên nhắc xuống không biết bao nhiêu lần vấn đề quan trọng nhất của những người phàm phu tội chướng sâu nặng như chúng ta là hộ niệm. Nếu không biết hộ niệm, nếu ỷ y hộ niệm, nếu khinh thường hộ niệm, nếu coi lướt qua sự hộ niệm, nếu chỉ biết qua rồi gấp đó, không thèm nghiên cứu đến, thì có chừng khi chúng ta nằm xuống, không ai có thể hộ niệm cho chúng ta được. Xin thưa, trong những ngày qua, chúng ta đã nêu lên rõ rệt những người có biết qua hộ niệm, nhưng sau cùng rồi ứng dụng cho chính những người trong gia đình mình không đúng cách. Hộ niệm sai lầm làm cho người trong gia đình mình mất phần vãng sanh. Những người nghe đến pháp hộ niệm mà không chịu để ý, không chịu nghiên cứu, thì sau cùng chính ta nằm xuống, coi chừng người ta đến hộ niệm cho mình không được. Tại sao vậy? Tại vì không chịu y giáo phụng hành. Hòa Thượng dạy, muốn vãng sanh về Tây Phương thì hãy buông xả. Ta không chịu buông xả. Không chịu buông xả cái gì? Ngũ dục lục trần, tham sân si mạng không chịu buông xả, cạnh tranh ganh tị không chịu buông xả, tự tư tự lợi không chịu buông xả. Nói thẳng ra, đơn giản nhất, con người của chúng ta sao mà những thứ tham sân si mạng vẫn còn nhiều quá nhiều. Người ở xa, hồi trước người ta cũng tham sân si mạng, cống cao ngã mạng đủ thứ. Nhưng khi nghe Hòa Thượng giảng, giật mình tỉnh ngộ, quyết lòng chắp tay lại, cúi đầu xuống thành tâm sám hối, không dám nói một lời. Nhờ thế mà họ lại được vãng sanh. Còn mình ở đây niệm Phật hàng ngày, có cơ duyên gặp được Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng có chừng sự cống cao ngã mạn hình như nó theo song song bên cạnh đường công phu tu tập, nên sau cùng bị đại nạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng gần Hòa Thượng mà chúng ta dễ vãng sanh. Cái điều quan trọng không phải ở gần hay không gần, mà chính là ta có ứng dụng lời pháp của Ngài hay không, ta có chịu y giáo phụng hành hay không. Ngày dài tham sân si mạng phải bỏ, chúng ta ăn thịt vẫn cứ thèm thịt, sát sanh vẫn cứ sát sanh, sân giận vẫn cứ tiếp tục sân giận, cống cao ngã mạng còn lớn hơn thiên hạ. Ngày dài muốn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, điểm quan trọng là khiêm cung, chí thành, chí kính. Ta thấy người ta làm sai một chút, ghét bỏ, nói lên nói xuống, nhất định bây giờ có gặp Hòa Thượng hàng ngày đi nữa, chúng ta cũng không được vãng sanh. Hòa Thượng ngày dày muốn vãng sanh về Tây Phương thì phải xả. Một là vật chất phải xả, tức là không được chiếm giữ bất cứ một cái gì hết, thoải mái một chút. Hai là nhân sự phải xả, có nghĩa là ta không được ép buộc bất cứ một người nào hết, ta không được cạnh tranh với bất cứ người nào hết, ta không thể nào thấy người ta làm khác với mình thì tìm cách chống đối. Thế mà ta cứ việc tật đố, cứ việc chấp trước, thì nhất định ta bị trở ngại. Xin thưa với chư vị, con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nhất định không phải là ở những lý đạo cao siêu vi diệu đâu, mà ở ngay cái chỗ chân thành, thật thà, hiền lành niệm câu A-di-đà Phật, mạnh dạn buông xả đi. Hòa Thượng thường dạy, lão thật niệm Phật, thành tâm chân thành mà niệm Phật, cứ vậy mà đi, kết hợp với nhau. Để chi? Để cho một người tội chướng sâu nặng này được quyền cởi qua cái nghiệp chướng, được quyền đi trên cái nghiệp chướng. Bằng cái quyền lực tha thiết, bằng cái sức niệm câu A-di-đà Phật chí thành, bằng cái tinh thần khiêm cung, thành kính cầu nguyện Ngài tiếp độ vãng sanh, chúng ta gói cái nghiệp lại đi về Tây Phương. Về Tây Phương ta thành đạo. Cho nên công cuộc hộ niệm cho người vãng sanh chính là đại cứu tinh cho tất cả chúng ta, để một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin chư vị hiểu cho, đây là những pháp tu hành vô cùng là căn bản, vô cùng là hiền hòa, vô cùng là thấp thỏm. Ấy thế mà ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc bất khả tư nghị, giống như anh Lê Đình Xỉm. Thật sự là một người Phật tử không có gì là cao siêu, không có lý quyền, không có đàm diệu, ấy thế mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hôm qua ta có một người vãng sanh, bữa nay ta đưa thêm một triệu chứng vãng sanh nữa, thì chứ gì mới thấy rõ rệt. Ta niệm Phật như thế này nhất định được vãng sanh. Chỉ sợ rằng ta sơ ý không chịu y giáo phụng hành, tưởng rằng vãng sanh Tây Phương là dễ. Không phải dễ đâu. Mong chư vị phải bám lấy chặt cơ hội này để nhất định ta về Tây Phương,
ta thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.